tình chị em sứt mẻ vì một cái bánh bao. Ôi tự dưng đói nhỉ, như kiểu hôm nay mình ăn ít quá nên là mình đói ấy. Buồn vãi chưởng, hôm nay nhá thì kiểu mình mua bánh bao mình để trong tủ lạnh để mình ăn ấy. Thì như các bạn biết ấy, cái đợt trước là mình cũng chăm chăm mình cũng nấu cơm đúng không? Mà nấu cơm thì kiểu nó phải có tinh bột, nó phải có rau, nó phải có protein nữa, tức là kiểu thịt hay là gì gì đấy, hay là đậu hay gì đấy. Thế nhưng mà mình thấy là nó tốn thời gian vậy, thế là mình lười. Thế là mình mua mẹ ăn bánh bao đông lạnh xong mình nhét tủ lạnh xong rồi để mình đến bữa là mình quay lại một cái bánh mình ăn thôi. Hôm nay mình xuống nhà thì bà Hằng trở trời. Không biết là mẹ, không biết tại sao hôm nay trở trời bà Hằng bà xuống nấu cơm. Bình thường bà chỉ đặt đồ ăn về, không bao giờ bà xuống mò xuống bếp luôn. Mà hôm nay tự dưng bà xuống bếp bà nấu cơm. Xong rồi mình lúc mà mình đi xuống mình thấy ở dưới bếp có người là cạch, mình đã kiểu thắc mắc là giờ này ai mà lại xuống bếp là cạch không biết. Xuống nơi xong bà Hằng hỏi ăn cơm không, ăn cơm không để nấu. Xong mình kiểu người. Nhưng mà bà Hằng bay nấu muộn nên là mình không chờ được, nên mình bảo thôi chị nấu chị ăn đi để em ăn bánh bao. Thì bình thường mình sẽ quay bằng lò vi sóng đúng không? Thế nhưng mà mình thấy lò vi sóng đang bật. Đấy, xong mình hỏi bà Hằng là quay cái gì bằng lò vi sóng đấy. Xong bà Hằng bảo là đang quay lại thịt, đang giã đông thịt, tại vì ở trong lò nó có cái chế độ giã đông ấy. Thì bà ấy lấy cái cục thịt ở trong tủ lạnh mẹ mình gói cho, bà ấy lấy ra để bà ấy quay lò vi sóng để bà ấy nấu. Thì mình chờ bà ấy nấu thì mình mới lấy cái bánh bao ở trong tủ lạnh ra mình để trên bàn để mình tí nữa mình chờ bà ấy quay xong thì mình quay ấy. Nhưng mà bà Hằng bà đấy kiểu bà ấy đang dọn bếp, bà ấy kiểu lầm bà lầm bầm là kiểu bếp để bừa bộn này kia. Đấy, xong bà ấy mắng, bà ấy lầm bầm xong rồi bà ấy kiểu như là các bạn biết là mấy cái đứa nó thể hiện nó thế á. Thì trong lúc mà mồm bà ấy lầm bầm ấy là tay bà ấy dọn, bà ấy quơ hết tất cả mọi thứ vào. Và cái bánh bao của mình thì nó lại màu cam các bạn ạ. Bánh bao nhưng mà người ta làm nó kiểu có cả khoai lang nên là cái vỏ bánh nó kiểu hơi cam cam, hơi vàng vàng giống cái quả cam thối ấy. Thì lúc đấy là mình đang làm gì nhỉ? Lúc ấy là mình đang lấy pate cho con gạo ăn. Thì mình chờ bà ấy quay xong thì mình mới quay. Thì mình để bánh bao trên bàn thì mình nghe bà ấy lầm bầm là cam thối cả ra mà còn vứt, còn để ở đây mà không vứt đi à. Thì mình cứ nghĩ là bà ấy bảo quả cam nào, mình cũng không để ý là bà ấy đang nói về cái bánh bao của mình. Thế là mình cứ bảo là không biết. Đấy, thế là bà ấy vứt mẹ đi luôn. Xong tí nữa bà ấy quay lò xong rồi mình ra mình lấy bánh bao để quay, mình cái bánh bao đâu cả. Xong mình bảo ủa cái bánh bao đi đâu rồi. Xong bà Hằng bảo là cái bánh bao nào, cái bánh bao vừa để đây để chuẩn bị quay này. Tao nhìn thấy nó giống quả cam thối quá, tao vứt đi rồi, tao vứt ở thùng rác rồi. Đùa chứ, buồn ấy cả người luôn ý. Có mỗi cái bánh bao để đấy thế là mất luôn, thế là mất miếng ăn luôn trừ một bánh bao á. Mẹ thể hiện rất hay thể hiện nhá, rất hay ra vẻ nhá. Bình thường chả bao giờ dọn bếp cả các bạn ạ, chả bao giờ kiểu chả bao giờ xuống bếp để nấu cơm, chả bao giờ dọn bếp. Chỉ có đặt đồ ăn về xong rồi là có khi là còn lười, kiểu như là chỉ lấy đồ ăn chạy xuống lấy đồ ăn tôi còn lười á. Đấy, chỉ đặt đồ ăn với cả ăn thôi. Hôm nay tự dưng trở trời xuống nấu ăn xong vứt mẹ bánh bao người ta vào thùng rác, có điên không? Tức là mất cái bánh bao. Trời ơi, tốn hết cả ruột. Rất là buồn nhỉ. Thế là mất bánh bao rồi. Lâu ra rẻ cho nó vui vẻ. Các bạn phải hiểu là cái không khí ở dưới bếp đấy nó kiểu thay đổi 180 độ luôn ấy. Tức là bà Hằng bái đang lầm bầm bái chửi. Các bạn tưởng tượng như là kiểu giống như các mẹ khi mà lầm bầm ấy, là mồm bái lầm bầm, tay bái kiểu dọn đồ này kia. Xong bà chửi mình thì mình kiểu như là mình cũng không xuống bếp, mình cũng không dọn thì mình cũng nghe thôi, chứ mình thì mình cũng không nói gì đúng không? Người ta chửi thì mình cũng nghe thôi. Thế là cái tự dưng thấy mình mất cái bánh bao, vứt bánh bao của mình đi cái im luôn. Từ lúc đấy là kiểu dưới bếp không còn một tiếng người luôn, không ai nói gì luôn, bà không dám nói nữa, bà không dám chửi nữa, mình cũng nói gì nữa tại vì mình thức quá mất cái bánh bao của mình buồn quá mình không được nói gì. Tiếc cái bánh bao ghê. Cái bánh bao đấy ngon lắm. Đấy là cái bánh bao gì nhỉ? Khoai rút gà. Ngon lắm. Hôm nào mình sẽ quay cho mọi người xem. À, hôm nào mình sẽ quay story cho mọi người xem cái bánh bao đấy. Lẽ ra là hôm nay mình định đến đấy. Hôm nay mình định là tí nữa mình ăn mình sẽ quay lên. Tại vì hôm nay mình cũng chưa đăng nhiều story ấy. Mà các bạn biết là story của mình nó như kiểu là kiểu như là cái đặc trưng ấy. Kiểu ngày nào mình cũng đăng mấy cái mình ăn gì, mình làm gì, mình đăng lên cho mọi người xem ấy. Mình không đăng mọi người lại hỏi ấy. Lúc đầu bỏ cái bánh bao ra định quay xong rồi là kiểu mình sẽ boomerang, mình sẽ tách bánh bao ra, mình sẽ bẻ bánh bao ra để cho mọi người xem cái nhân của nó. Hay là mình sẽ ăn một miếng xong mình cầm giữa mình sẽ kiểu boomerang lắc 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 các thứ đồ để cho mọi người xem cái bánh bao nó ngon như thế nào. Nhưng mà sau cái bánh bao bị vứt vào thùng rác thì mình buồn quá, mình không đăng nữa. Xin lỗi được chưa? Khoảnh khắc bạn nhận ra mình đã già rồi. Cái view căn hộ chị ở hồi ở Sài Gòn nhìn đẹp dễ sợ. Đấy là chị ở nhờ đấy. Chị ở nhờ đấy chứ không phải chị thuê phòng đâu. Mấy lần mình vào thuê phòng là mình toàn thuê homestay. Có một cái câu chuyện buồn ở cái căn nhà đấy khiến cho mình nhớ đến tận bây giờ. Mình nghĩ là chắc là mình không quên được đâu. Cái hôm đấy mình đi chơi về. Hình như hôm đấy là đi đầm sen về sao ấy. Đi đầm sen xong đi ăn. Thì mình về thì tầm đấy là cái tầm tan tầm đấy là mọi người đi học đi làm về. Thì mình vào trong thang máy xong rồi mình ấn phòng ở trên tầng 15 đúng không? Thì mình ấn lên tầng 15 nhưng mà mình trong cái thang máy đấy có một em bé mặc cái áo đồng phục màu xanh chắc mới đi học về. Nó đứng trong đấy xong mình cũng đi vào, mình ấn tầng 15 xong mình cúi xuống mình cầm điện thoại. Thì lúc sau mình cũng không để ý là thang máy nó chạy đến đâu rồi. Lúc sau thì mình thấy thang máy nó mở ra.
thì mình nghĩ là đến chỗ mình rồi, đến chỗ mình phòng mình rồi á. Thế là mình bước ra ngoài, mình bước ra ngoài xong mình giật mình quay lại mình gọi ô tầng mấy rồi, xong rồi em bé bảo là dạ cô ơi mới tầng 2 thôi cô, dạ cô ơi mới tầng 2 thôi cô. Thế xong mình cũng quay lại mình xong mình quay lại thì mình thấy là mới tầng 2 thôi chưa đến. Thế mình đứng vào xong mình mới tò mò, mình mới không biết thằng bé nó sinh năm bao nhiêu mà nó kiểu xưng cô với cả con. Thế là mình mới hỏi là, thì mình kiểu mình xưng lại là con ơi thì nó buồn cười tại vì nhìn nó to ấy. Thế mọi người xưng kiểu con ơi thì buồn cười, nó xưng con với mình chứ chẳng lẽ xưng cháu ơi thì cũng hơi kiểu lạ ấy. Thế mình hỏi là bé ơi bé học lớp mấy rồi, cho nó bảo là dạ cô ơi con học lớp 7. Xong mình kiểu thề luôn đau lòng vậy luôn, thì mình cũng nghĩ là mình già đến cái mức độ mà một đứa học lớp 7 nó xưng cô với con với mình ấy, hoặc là kiểu ở trong Nam người ta xưng con bình thường, tức là gọi cô thì bình thường nhá, nhưng mà kiểu cô với cả con ấy, mình nghĩ là kiểu mình ở miền Bắc mà mình chỉ xưng con khi mà kiểu đối với người lớn rất lớn như kiểu là bà thôi, kiểu bà ấy, ông bà với cả con thôi, chứ ít khi kiểu cô với con lắm. Ở cô thì thường là sẽ xưng cháu, nghe nó kiểu vừa thôi ấy. Đây kiểu coi cô con học lớp 7 xong kiểu bị ám ảnh vậy, thề không biết tại sao nghe rất là đau lòng luôn. Xong mình cũng nghĩ là mình già như thế nhưng mà mình đã thẫn thờ suốt mấy ngày sau liền, không hiểu tại sao một chút chết trong tim. Nhưng mà mình cũng thấy mình già đi nhiều, ở trong đây spam con cô nhiều lắm á. Nhưng mà các bạn ơi, nó đứng cao đây mình á. Không, đây chắc nó phải ổn. Tại vì con trai mà nó lớp 7 á. Lớp 7 là cao thế này rồi mà nó xưng cô con với mình nghe có sợ không? Trời ơi, dã man. Nhưng mà chắc là tại mình già rồi. Nhưng mà kiểu mặt nó xưng hiện thản nhiên lắm, nó không cảm thấy là nó có vấn đề gì cả ấy. Cay, ê, lêu lêu cay. Cay. Lần đầu đi lạc vào khu nhà giàu. Chị chỗ nào Bắc Ninh vậy á? Chị ở Lương Tài Bắc Ninh. Nói chung là nói đi Bắc Ninh bảo Lương Tài chả ai biết ở đâu đâu, tại vì nó vùng sâu vùng xa mà, đi thi đại học còn được cộng điểm mà các bạn. Nói các bạn không tin ấy. Chả qua là chỗ mình là mình ngày xưa kiểu mình nghe tin là cái khu mình đi thi đại học được cộng điểm, mình kiểu sốc vãi tại vì mình thấy chỗ mình cũng bình thường mà làm gì nghèo đói rách nát đến cái mức đấy. Nhưng mà thực ra không phải, tại vì mình ở thị trấn. Tức là cái huyện của mình là nhỏ nhất tỉnh Bắc Ninh và nghèo nhất tỉnh Bắc Ninh. Tại vì Bắc Ninh thì nhiều khu khác giàu lắm. Nhưng mà mình ở thị trấn thì đại khái là cuộc sống nó cũng đỡ hơn. Nhưng mà mình mà chỉ cần gọi là lấy xe đi về mấy cái khu xung quanh, mấy cái khu mà kiểu làng xã ấy, mình thấy họ vẫn còn nhiều khu nó kiểu khổ với cả nghèo lắm. Đấy là lý do mà khu mình đi thi đại học vẫn được cộng điểm. Bây giờ thì mình thấy thị trấn của mình nó cũng xịn rồi, giờ ghê lắm, về thấy cái gì cũng có, về thấy giàu nhanh vãi. Còn các khu khác thì mình cũng không biết. Ngày xưa mình học cấp 2, cấp 3 ở quê á, cuối tuần rảnh rảnh bạn bè là hay dắt xe điện xong rồi là đi vòng quanh huyện ấy, kiểu mấy cái xã bên cạnh á, thì thấy nhiều nơi nó vẫn còn kiểu như là người ta sơ sài ấy, nhìn nó thích. Em ở thành phố Bắc Ninh vẫn được 0.25 á, thế à? Thành phố Bắc Ninh mà vẫn không được 0.25 á. Thành phố Bắc Ninh giàu vãi, thề, giàu dã man luôn. Kể các bạn nghe là hôm đấy kiểu mình bị sốc luôn ấy. Tức là mình thì đã nghe về thành phố Bắc Ninh giàu thì biết rồi. Ở Bắc Ninh là có mấy cái khu mà kiểu siêu giàu ấy, kiểu dã man luôn ấy, kiểu ví dụ như là cái khu Đồng Kỵ hay này kia rất là giàu ấy, thậm chí là giàu xếp thứ mấy của nước luôn. Thế nhưng mà cái hôm bữa mình đi xuống Bắc Ninh để mình đi qua viện thăm bố ấy, lúc ấy bà hàng bà chỉ đường nhầm cho mình, xong rồi bọn mình đi vào một cái khu mà ui mẹ tả thế nào nhỉ, tức là hai bên là biệt thự xây, tức là biệt thự kiểu như là sát nhau, mà kiểu nhà nào mỗi nhà nó có một cái style khác nhau đấy các bạn. Nếu mà các bạn ở Hà Nội thì các bạn sẽ đi sẽ thấy mấy cái khu mà kiểu biệt thự liền kề của Vin hay là của gì đấy mà người ta xây ấy, nhìn nó bình thường lắm. Ở đấy là kiểu nhà nào nó cũng như một cái lâu đài ấy, và mỗi nhà nó có một cái thiết kế khác nhau, nó không giống nhau một tí nào. Ôi đi vào đấy mình đi hàng đàm kiểu ui kiểu mày đúng kiểu con kiến thế này này, xong đi vào đấy còn cảm thấy xấu hổ cơ. Giàu thứ hai thứ ba nước mà u nó giàu một cách khủng khiếp luôn, nó giàu đến cái mức mà mình đi vào đấy mình còn cảm thấy xấu hổ. Mình chỉ là một người đi qua đường thôi mà mình đi vào đấy mình thấy xấu hổ luôn. Tại vì lúc đấy đi cái con xe cùi bắp ấy, sau rồi là đi kiểu thế này này, cổ phải thế này này, mình nhìn được nhà của người ta, vì nhà quá là cao và quá là đẹp. Theo mình với hàng đàm đi, cứ ui, nhà này đẹp nhỉ, ui, nhà kia đẹp hơn kìa, ui, nhà kia còn đẹp hơn cả, kiểu đấy. Kiểu như là sau rồi lại, ui, nhà này có cái cây đẹp thế, sau lại nhà kia có cái cửa đẹp thế, ui, nhà này đẹp nhỉ, kiểu thế mình với hàng đàm đi, kiểu trông buồn cười, rất chịu được. Nhưng mà phải công nhận là kinh khủng lắm mọi người. Tức là ở quê mình ví dụ như là bây giờ cũng không hẳn là tất cả mọi người sẽ di chuyển lên Hà Nội hay là gì sống đâu, thậm chí là đến Bắc Ninh hay là gì cũng nhiều cơ hội lắm. Ở đấy nó giàu dã man luôn, hiểu sao kiểu gì mà giàu thế. Em cũng bị mê nhà đẹp như chị à? Chẳng mê điên à? Chị với em với tất cả những người ngồi đây đều mê nhưng mà không có tiền thôi. Ánh mắt long lanh khi nhìn thấy những ngôi nhà siêu to khổng lồ á.
nó kiểu dã man lắm luôn, đi lạc vào mà kiểu nhà nào cũng xe hơi rồi nhà lầu á kiểu cơ. Không biết là họ sống ở đấy họ có áp lực không, ý là kiểu không biết là họ sống trong giàu sang họ có kiểu vất vả không, kiểu suy nghĩ xem là tiêu tiền như thế nào không, hay là kiểu họ có so sánh với những nhà bên cạnh không ấy. Ví dụ như nhà mình cũng chả có gì, ở trong xóm thì nhà mình cũng to to rồi, cũng kiểu gọi là vừa đủ cơm ăn áo mặc rồi, cũng không thiếu thốn lắm. Nhưng mà ở đấy thì chắc là cái nhu cầu của họ sẽ cao hơn, họ không cần quần áo với cả cơm kiếp, tức là những cái đấy là những cái quá là nhỏ bé rồi ấy. Họ sẽ cần những cái to hơn thì sao, đúng không? Nói chung là chỉ đoán thôi chứ chưa được thử làm người có tiền bao giờ nên không biết. Đi lạc vào xứ sở người có tiền á. Ừ, nói chung là đi vào đấy mới thấy mình đúng là chả là cái mẹ gì. Ui, kinh khủng lắm. Theo lúc về phải đi đường khác đấy các bạn ạ. Tức là lúc đi thì là đi lạc vào đấy, nhưng mà lúc về không dám đi vòng đường đấy nữa, lúc về là phải đi đường khác bởi vì đi qua đấy áp lực quá, không chịu được. Bắc Ninh nhiều khu đẳng cấp vãi trưởng ra. Từ Sơn với thành phố là đất ăn chơi của cả miền Bắc chứ đùa. Gọi là đất ăn chơi thì chắc là cũng không phải đâu, nhưng mà thực sự là họ, mình cũng đã biết là họ làm gì mà giàu thế. Xong rồi nhiều lúc nhiều người biết Bắc Ninh giàu nên là mình bảo ở Bắc Ninh mọi người cứ biểu ủa Bắc Ninh giàu lắm, nhưng mà chỗ quê mình cực kỳ nghèo luôn. Quê mình là cái khu rách nát nhất của tỉnh luôn ấy. Bắc Ninh á có rất là nhiều huyện, mà các huyện á thì nó đều có kiểu khu công nghiệp này, rồi là làng nghề này, rồi là kinh doanh buôn bán này kia rất là nhiều. Nhưng mà duy nhất cái huyện của mình là không có, là không có làng nghề, cũng không, hình như không có làng nghề sao, hoặc là có chỉ là quy mô rất là nhỏ thôi, nó không lớn ấy. Thì ví dụ như huyện bên cạnh mình là Gia Bình là có một cái làng nghề đúc đồng, tức là họ sẽ bày bán la liệt, nhà nào cũng bán đồng, nhà nào cũng làm đồng luôn. Xong rồi mình cứ nhớ như in là hồi nhỏ mình với mẹ mình mà đi Hà Nội đi khoảng tầm 4-5 giờ sáng là đi qua đấy gõ, người ta gõ len keng tại người ta làm đồng mà. Người ta gõ kiểu mình cũng chẳng biết làm đồng người ta làm gì mà gõ ghê lắm, gõ sáng sớm mở mắt ra gõ rồi. Còn huyện bên mình là chỉ trồng lúa thôi, gần như là nghèo. Ở thị trấn mình, ở thị trấn thì còn đỡ, tức là hồi nhỏ thị trấn thì cũng nghèo, nhưng mà bây giờ thị trấn của mình phát triển hơn rồi thì mình thấy là người ta bắt đầu buôn bán kinh doanh rồi, nhiều nhà người ta không còn trồng lúa nữa. Nhưng mà đi sang mấy cái xã bên cạnh thì người ta vẫn trồng lúa và vẫn làm nông ấy. Thì nói chung là cũng ấy lắm, cũng nghèo lắm, không được như các huyện khác đâu. Các huyện khác thì người ta buôn này buôn kia dã man. Nghèo thì có áp lực không chị? Không, nghèo áp lực là đương nhiên rồi em. Em hỏi câu đấy thì chị có kinh nghiệm nên chị trả lời được. Hội người nghèo lắm thắc mắc. Hội người nghèo lắm thắc mắc à? Khi tôi sinh ra mà...